tại sao lại cầm cái kéo cảm khúc cuối vậy? Tạo cảm giác thôi mà quá chân đưa thật, cho đưa cho bà già hay là làm cho bà già đi cho nó hết hồn phải không? Anh ơi, đi cầm kéo xong xay vô để cho màn. Mình diễn cho nó có tâm với bài hát đi, cái lý trí á. Lúc đó thức tỉnh dậy cho nên sẽ không có hành động. Nếu mà không thức tỉnh nãy giờ dạ chứ không còn đứng đây đâu ha. Trời ơi, phân tích nhân vật sâu sắc quá, kiểu này chắc làm diễn viên quá à. Xin hỏi là bạn Tom này là tên thật là gì? Dạ, biệt danh của em là Tom, tên thật của em là Phạm Kỳ Anh Khoa. Phạm Kỳ Anh tên Khoa rất là đẹp. Tên hay quá ha. Thêm một bạn Anh Khoa nữa à. Dạ, bây giờ thì chúng ta thấy trên sân khấu có rất nhiều hoa, lá à, kéo nữa, kéo, kéo nữa. Cắt tỉa. Thật ra thì cũng không thể nào bỏ qua chi tiết là bạn cầm cái kéo cắt hoa rất là điêu lệ. Thế thì có thể nghề nghiệp của bạn ấy liên quan đến hoa, bán hoa. Hoặc có thể liên quan đến cái nội dung bài hát. Ui, gương mặt Khánh Chi trường chứ. Giác quan đang phát triển phải không? Khánh Chi thấy bằng này hát rất là hay. Thật ra là Khánh Chi nghĩ là bằng này có liên quan tới âm nhạc. Cái giác quan hiện về là như vậy. Nhưng khi một chút ba từ khóa nổi lên á, thì không biết có thay đổi hay không. Xin mời từ khóa đầu tiên. Gương. Nghề diễn viên cũng rất là liên quan tới gương. Bản thân Lan cũng vậy. Lan lúc cho tới tận bây giờ cũng vậy. Mình thấy gương á, mỗi lần mà đi tắm hay soi gương là cứ hay diễn xuất với lại cái tấm gương để mình xem coi là mình diễn xuất nó như tập diễn nào. Đúng không? Tập dạ, diễn với gương diễn. Tập diễn trước gương là một cái rất là quan trọng đối với một người. Dạ đúng. Em cũng hay như vậy, đứng trước gương tự nói, tự cười, tự khóc. Tự cười, tự khóc. Và có những người không có liên quan tới nghệ thuật sáng sớp vẫn nhìn gương cười. Với cái từ khóa đầu tiên thì chắc chắn bạn này liên quan tới nghệ thuật. Biết đâu ảnh là một anh chàng bán gương thì sao? Rồi tiếp đi, từ khóa thứ hai đi. Xin mời từ khóa thứ hai. Sắc màu. Sắc màu. Sắc màu. Ồ, đây là lý do mà anh ta đem rất nhiều hoa khác màu lên đây. Nhưng mà nếu mà xét về diễn viên thì họ cũng liên quan tới sắc màu. Cũng liên quan tại luôn. Tại vì họ sẽ hóa thân nhiều vai diễn. Hóa thân nhiều vai diễn khác nhau, đa dạng màu sắc. Bây giờ chúng ta hãy đến với từ khóa cuối cùng. Xin mời. Thất tình. Sao thường hay cái từ khóa cuối cùng nó hay bị gãy tâm lý quá vậy ta? Thất tình thì có người ai không thất tình. Ai cũng phải yêu đêm, ai cũng hạnh phúc và ai cũng phải bị thất tình. Cái từ khóa này để đánh lừa mình thôi, cho khó đoán thôi. Nhiều khi đó cũng là một trong những vai diễn của bạn thì sao? Và thậm chí là bạn không phải thất tình một lần mà bạn thất tình rất là nhiều lần qua các vai diễn của mình. Đối với những người phụ nữ, ai thất tình nhất là buồn tình. Ngoài ra thì vẫn còn những cái buồn khác, nhưng mà duy nhất là có cái buồn về tình thường hay tìm đến tôi. Chuyên gia tâm lý hả? Quái lạ. Tất cả những hình ảnh hãy mau mau chạy ngang trong đầu nào. Trời trời, cái gì vậy trời? Quái bài lạ. Hát lúc nãy cũng là thất tình, đúng không? Ông làm cái nghề gì mà ai thất tình là tìm tới ổng ta? Chuyên gia tâm tư vấn tâm lý tình cảm hôn nhân gia đình. Thôi, chốt đi. Cái cảm giác của Lan vẫn như lúc đầu, đó là khi bạn xuất hiện và bạn ngồi bằng gục đầu như thế này là Lan cảm giác bạn là một người diễn xuất rất giỏi. Và cái chi tiết thứ hai là bạn phân tích nhân vật rất sâu. Ba cái gợi ý này đều liên quan đến công việc diễn xuất cả. Nên là Lan vẫn chốt hạ bạn là một diễn viên. Chốt hạ. Cảm ơn Lan. Còn chị Chi? Khánh Chi cũng thấy vậy. Mà bạn này diễn xuất rất là hay. Và hát cũng hay nữa. Diễn viên hát hay là bình thường. Em nè. Em nè. Thôi mà chị Lan. Rồi Khánh Chi chốt luôn. Bạn này là diễn viên. Để nhấn mạnh cái sự quyết đoán của mình, hãy chờm cái mặt tới xíu nữa. Và bây giờ đáp án có phải là diễn viên hay không? Chúng ta sẽ biết sau 3 tiếng đếm của Trương Thư Vinh. 3. Chắc chắn bạn này liên quan tới nghệ thuật. Ba cái gợi ý này đều liên quan đến công việc diễn xuất cả. Nên là Lan vẫn chốt hạ bạn là một diễn viên. 2. Mà bạn này diễn xuất rất là hay. Và hát cũng hay nữa. Diễn viên hát hay là bình thường. Rồi Khánh Chi chốt luôn. Bạn này là diễn viên. 1 tháng. Trời ơi, nó liều mắc cỡ. Sai rồi. Bạn nói đi, bạn làm gì? Hiện tại là công việc chính của mình là nghề tóc ạ. Cây kéo hồi nãy mà đưa dần dần về hai chị em mình thằng mình không nói. Trời ơi, cây kéo.
phải đâu, nói không nhưng mà bạn cái gì mà tới hay tiếp xúc đó. Với người thất tình thì chắc là bạn tiếp xúc với tông đơ nhiều hơn. Thất tình ta đi cạo đầu không? Sao cái này rất có lý, nhưng bây giờ suy luận mới ra có thể là bạn này cầm cái kéo. Không, nhưng mà lúc đầu mình không để ý. Cái lúc mà bạn tỉa, những cái lá bạn tỉa rất là chuyên nghiệp và rất là nhanh nhẹn. Chính xác. Vậy là công việc chính của bạn hiện giờ là tạo mẫu tóc. Dạ đúng ạ. Sắc màu có nghĩa là màu nhuộm. Sắc màu nhuộm màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Đúng rồi. Trời ơi, trời gương thì đúng rồi, gương tóc là thấy liền cái gương. Thật ra thì cái từ khóa thất tình nó rất là rõ ràng luôn. Nhưng vấn đề là tại vì mình không có chuyên về cái lĩnh vực đó, cho nên là mình không có thể nào hình dung ra được. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn tạo mẫu tóc cho những khán giả của chúng ta ngày hôm nay của bạn Anh Khoa. Là điêu luyện của bạn Phạm Kỳ Anh Khoa. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại ba chàng trai của chúng ta nhé. Xin mời. Và bây giờ trước khi đến với thử thách tiếp theo, trò chơi và ngôi sao may mắn, chúng ta phải chọn lựa cho mình một người đồng đội đó. Mà đặc biệt là một trong ba người này chỉ có một người đang giữ ngôi sao may mắn. Nếu như ai chọn được người có ngôi sao may mắn thì sẽ nhận được một phần quà rất dễ thương của chương trình. Và nếu như chiến thắng ở vòng này thì khách mời sẽ đem về cho mình được 10 điểm. Lan nghĩ là để đảm bảo cho cái bao tử của mình thì Lan sẽ chọn bạn bán đồ ăn online Duy Khoa. Còn chị Tri không cần nói, tiến thẳng về luôn. Gương mặt đầy giác quan nào. Nín thở. Trời ơi, chị làm gì luôn rồi. Dễ sợ thiệt. Chị ơi, hãy chừa anh Đức lại cho em. Chừa anh Đức lại cho em. Chắc chắn là chị sẽ không chọn anh Đức. Vậy thì chị hãy chọn anh Khoa. À đúng rồi, chọn anh này đó. Đó, anh này đó. Rồi, hai chàng trai tên Khoa đã được lọt vào mắt xanh của hai bà chế. Anh Đức là của em. Còn anh Đức là của em. Vâng, như vậy là họ đã sẵn sàng. Nhưng trước khi bước tới thử thách, chúng ta hãy cùng người dây lao trong vòng ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Vâng, và đây là một thử thách được mang tên là Quán ăn đại chiến. Wow. Ở đây chúng tôi có rất nhiều món ăn. Ví dụ như tôi đây có món này, bún gạo xào thập cẩm. Đó, nhà là tiền. Mình phải kiếm liền. Thí dụ thôi. Mình kiếm xong cái mình dơ lên, mình đưa cho cái ông này, ông phải chạy lên nào kia. Và bây giờ vòng 3 xin được phép bắt đầu. Đây, chả cá thác lát. Dạ. Món đó ngon không anh? Trời ơi, lên món. À, lên món rồi, chả cá thác lát. Thôi giờ em gọi ốc len xào dừa nha. Ốc len xào dừa. Thôi mẹ. Trời ơi, ốc len xào dừa. Tiếp tục nè. Bên em lên món rồi. Đậu hũ nước gián các bạn mới ơi. Mới ra đậu hũ nè. Sao tôi biết đậu hũ nước gián rồi? Em thèm cá thu sốt gà. Đây. Đi không phải, Cái gì vậy? Cá không sắt gà mà đưa cá kèo kho rau răm. Trả lại nè. Bún đậu mắm tôm. Bún gà. Cho ta
đọc trên tay và giật trên giường. Chiếc bẹp con hấp nút dừa quá à. Tiếp nè, sương sao chúa ngọt. Bố đây. Bà đi lấy đi. Rất hợp lý. Rồi. Phần thắng thuộc về đội của Khánh Chi. Xin chúc mừng. Với đôi tay điêu luyện bóp bóp liên luyện. Và chị Khánh Chi đã đem về cho đội của mình 10 điểm. Trước khi chúng ta công bố chiến thắng chung cuộc thì tôi xin được phép tìm ngôi sao may mắn. Bắt đầu. Trời, sao cười kỳ vậy em? 3 2 1 Không chưa có. Bạn kia, bạn số 1, anh Đức giữ may mắn. Anh Đức giữ rồi. Trời ơi, anh Đức ơi.